Hello tất cả anh em nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Bisugui đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bisugui chơi Liên Minh Thợ anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng đến với một cái thử thách mà rất là nhiều người yêu cầu luôn anh em ơi, đó chính là một chơi tất cả đối với con Yumi này nha. Thì trận này mình tính là mình lúc đầu game á thì mình đã chat là mình xin rồi anh em ơi, là mình lên AD trận này nha. Xong rồi không biết các bạn như thế nào mà trận này bốn ông lên AD, chỉ có một ông lên đồ support thôi, nên tí nữa là không biết cái ông nào gọi là búp cho cái ông nào mà cái ông nào là đam chính á. Nên thôi tí nữa tùy thuộc vào tình huống cũng như là cái trình độ của mỗi người mà có thể xanh được hay không nha. Tại vì trận này là bốn ông AD lận. Ê ê, nó muốn chơi mình kìa, nó muốn chơi mình kìa anh em. Không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Ủa, cứu mình cái. Ý ý, cứu tôi cái. Ơ hay hay con lợn này. No anh em ơi, mình muốn ăn mẹ nó cơ. Nãy giờ cái ông này đi chung lấy mình là mình thề với anh em là ông ăn 5 mạng rồi đó, mình hỗ trợ tận 5 mạng này anh em ơi. Ông này là đi support, ông này lên đồ support. Tại vì mình mới ổng đi chung lane mà mình lên đồ đam á thì ổng phải lên đồ support thôi. Mà nãy giờ ổng đi support mà ổng ăn 5 mạng, mình thì 3 mạng. Với là nãy giờ là mình toàn chết gọi là hy sinh để cho ổng ăn mạng không đó. Support cái AD gì không phong bì được luôn mà anh em. Úi giời, gì căng thẳng vậy. Bám vô nhau mà chơi nè, bám cho tôi. Ông kia, tôi AD mà. Đúng rồi, bắn tay rất là đau nha. Solo luôn nè. Trời ơi, cái nó búp một phát kìa. Ờ không chết kia kìa, cái đầu xanh đó. Không sao anh em ơi, bắn của mình bị thốn đó. Anh em thấy bắn không? Hơi bị chất lượng luôn. Bắn hơi bị chất lượng luôn. Được cái ông kia là nãy giờ lên support mà ăn mạng rất là nhiều, nên đồ support nó nhiều vời lời luôn á. Nên búp một phát là gần nửa cây, búp hai phát là đầy cây. Với lại là cái lượng giáp mà ông tạo ra nó cũng cực kỳ nhiều luôn á. Thôi hơn 2.000 tiền rồi, về nhà mua đồ cái đã. Không biết trận này là ai xanh đây, tại vì bốn ông lên AD lần nên không biết tí nữa là ai bám vô ai nữa. Mình phải nói với ổng là tí nữa đừng có kế ép mạng của mình nữa anh em ơi. Ổng ăn nãy giờ của mình 5 mạng rồi, nhiều lắm rồi. Lúc đầu game thì mình không có ý kiến, mình không có nói gì đó, nhưng mà dạo gần đây ăn hơi nhiều nên chắc là cũng phải nhắc nhở một tí chứ, để ăn mạng nhiều quá ổng đi support mình đi AD, cái thằng AD lại thọt. Anh em nào một cái ý tưởng gì hay hoặc là có thử thách gì muốn đặt ra cho mình thì hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mình làm hết từng cái cũng như là thực hiện thử thách của anh em á. Đây là một cái thử thách mà rất là dị. Với lại là chơi bên này nó khá là lag á, nên nhiều khi mà mình hit and run không được hoặc là chơi nó không có mượt mà thì mong anh em thông cảm nha. Tại vì chơi bên này thì anh em biết rồi đó, cái lượng binh thì phải gọi là khỏi nói luôn. Ê qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây. Ui ông ơi, hay đó hay đó, hay đó hay đó hay đó. Bắn cho tôi, bắn cho tôi, búp cho tôi ông ơi. Ông này lên đồi support mà đi. Ông này đi chung lên mình lên đồi support mà. Ông nội nó. Mày nó không muốn support anh em ơi. Mày muốn support thôi mày lên đam bẻ đi. Mày lên đam bẻ đi chứ mày lên đồi support làm gì nữa. Ok. Anh em nào xem tới hay thì đừng quên để làm like ủng hộ cho mình nha. Bấm đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình lên trên kênh hàng ngày nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình động lực rất là lớn luôn anh em ơi. Rồi, tao ăn xong cái trụ là xong rồi. Cả hai thằng búp lận anh em ơi. Mình xin, mình xin. Về nhà mua đồ cả nha. Đủ tiền mua đồ lớn rồi. 5 con Yumi. Đó, trong chế độ một cho tất cả này. Tí nữa mà nó bốn con mà búp cho một thằng xong rồi bộ 5 con luôn á, xài anh tiêu thì thôi chứ chắc là bị chói tới chết luôn á. Go 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 go, anh em bám vào tôi nè, tôi đang xanh nhất mà. Nếu mà tính ra là mình đang xanh nhất luôn á anh em, mình tận là nếu mà tính cả cái giày là mình đang 3 bốn rưỡi. Hôm nay support thì ăn mạng mình khá là nhiều, 2 bốn rưỡi rồi, về nhà mua đồ chắc 3 món luôn á. Đây cái thằng ba này sau lưng nè các bạn, các bạn ơi, các bạn liệu có thấy hay không vậy? Đúng rồi, bám cho tôi, bám vô đây, bám vô đây ông ơi. Ồ, không bám thì chịu rồi. Chạy chạy ông ơi,
Chơi được nha, chơi được nha. Đông quá, đông quá, đông quá, đông quá, thiếu người anh em ơi. Bỏ mạng luôn. Ui không được kìa. Đây mới 5 đứa luôn. Ăn đốt một rét cả nhà anh em ơi. Trong team mình nó có một ông mèo, ông bán đồ đam nãy giờ ông lên, ông bán ông lên găng tay băng hỏ nên mà ông lên tăng luôn rồi, không hiểu luôn á. Vậy là bây giờ team mình là có 3 ông đam, một ông tăng với lại là một ông support. Chia ra đầy đủ luôn chứ bộ. À, chỉ có là không ông nào mà lên phép thôi anh em ơi. Trận này là không có ông nào mà lên phép á. Chỉ có một ông tăng, một ông support với lại là 3 ông đam. Chia ra hết rồi á. Đó cái ông này là tăng nè. Đó cái ông mình đang bám vô là tăng nè. Lên găng tay băng hỏ, dép giày vậy thích gai luôn mà. Vãi trưởng thiệt chứ. Ông này bắn không có đam đâu, mình phải bắn à. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. 3-1 mà anh em. 3-1 không chột mà cũng què. Tưởng là có một đứa hay sao á. Ai ngờ là đứa này bám đứa khác. Đó, anh bạn cứ đi đi, thằng kia bám vô luôn, vô luôn bạn. Đúng rồi. Ủa? Hình như là không bám được một lúc 3 thằng hay sao á anh em ơi. Mình bám thằng này là kia nó bị ao ra. Ờ à, được 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 được. Bây giờ bị lát hay sao quá. Ui 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 ui. Loạn thế. Ông kia chạy đường nào vậy? Thôi mình còn 2 được anh em. Ui 5 đứa nữa hả? Phải trưởng vậy. Ai mất tầm nhìn. Ok anh em ơi, sau một thời gian gọi là có công mài sắt, có ngày lên đồ anh em thì mình đã hoàn thành được 5 món rồi. Phút thứ 19 nói chung là tốc độ cũng không nhanh cho lắm á, tại vì trận này mình cũng không săn cho lắm anh em à. Còn thiếu đúng mỗi cái kiếm đồ ra này nè, tới giờ bán lên đồ thôi. Ui, may mắn được rồng đó, một mạng nè, quốc này luôn. Bám cho tôi nè ông nội. Thôi tôi bám vô ông cho. Này lên tăng anh em. Mình thì cố gắng đợi cái thời cơ nào bắn được thì mình ra mình bắn thôi, chân này nó tăng đi. Đó, lúc này nè, chính là lúc này anh em. Không ổn rồi. Úi xoài. Cứ núp thôi. Lúc nào bắn được thì mình lòi cái mặt ra mình bắn thôi anh em. Không mình núp thôi. Đó, cứ hết skill mình ra mình bắn thôi. Một cái chiến thuật cũng khá là hợp lý. Đó, hay. Nhịp nhàng quá anh em. Nhịp nhàng quá anh em ơi. Cứ đợi nó hết chón rồi mình bắn thôi. Ông kia hết máu rồi bám cho mình lại, hợp lý luôn. Bắt đầu thấy sức mạnh của mình chưa? Mình Yumi 5 món bắn đâu phải là dạng vừa đâu, bắn cũng có đam phết. Cái bản ngọc mình đang mang là sẵn sàng tấn công nha anh em. Cho nó bắn cho có đam thêm á, gây thêm sát thương, nhận thêm sát thương từ mọi nguồn. Bắn cực kỳ đau. Giờ nếu mà để mình solo một bộ với thằng ba nào đó thì mình tự tin là có thể ăn được, hoặc là một con hai cũng ăn được đó nha. Combat 5 năm này không biết bên nào ăn bên nào ha. Đúng rồi, bám cho tôi nè. Ông này là đồ support nè anh em ơi. Ông này chính là cái ông mà đi lên chung mình nè. Giờ ông mới bám không. Come in, come in, come in. 4-1, à 4-2, 4-3. Mẹ rồi, ông này tele vậy. Căng thẳng gì các bạn. Trộn lướt kìa. Mình con được các bạn ơi. Úi xời ơi, quá ra kêu cho mèo phò. Cái bên tay dưới boss rồi, không ăn kịp rồi, không ăn kịp rồi. Hit and run như hack. Rồi. Bên ta kêu ở phía dưới boss luôn. Lúc cần đi 5 đứa thì nó không đi anh em ơi. Hồi nãy giờ đầu game giờ toàn 5 đứa để bắt. Mà tự nhiên giờ ăn được cái Wara thì cái thằng cuối cùng lại ở dưới boss, không đi chung với cây chứ. Mình giờ ăn còn được cái bên tay không ta. Bạn ơi, bán cho mình búp mình các bạn. Bạn búp mình mới dám bắn chứ. Mình bạn không búp mình sao mình dám bắn bạn. Đó, không búp mình luôn rồi. Ủa. Thôi về ông ơi, về ông ơi, về ông ơi, nó hồi sinh rồi. Trời ơi, nó không búp mình luôn á. Nó lên đồ gọi là 4 món đồ, 5 món đồ sổ bọt rồi. Mấy cũng lượng.
mình mà có vốn từ ngữ phong phú tiếng Anh, gọi là nó đạt đến cái mức mà có thể chửi lộn là mình chửi nó là nha anh em. Cay thật. Rồi lên vô cực bắn cho nó vô máu nè, thuốc lắc các kiểu các củm luôn nè. Hơn 370 đam rồi, 373 đam, 100% tỷ lệ chí mạng. Và cùng với khá là ảo đồ đó, mình nghĩ bây giờ mình khá là ảo đồ đó. Mà còn phải có người đi chung búp cho mình, không là mình giấy lắm anh em ơi. Dép thì không có, máu thì cũng không có, tầm bắn thì ngắn. Thằng này mình giỡn giỡn là tao quất mày luôn đó. Bám cho tôi, come on bé bé. Mày nó full đồ bé rồi. Mày không bám vô tao, tao bám vô mày. Sợ gì nhau anh em, sợ gì nhau. Ui, ba nó ăn Baron luôn hả? What the fuck. Nó không bám vô mình thì mình bám vô nó thôi. Đi đường đó là ngu rồi đó. Sao lưng nè bạn. Căng thẳng rồi. Căng thẳng gì bạn. Úi dồi, phải đó cũng hên đó anh em ơi. Nó combo không đủ đam giết mình. Chạy. Anh em, nó nè. Ông ơi. Lát à. Đợi thời cơ chín mùi ra bắn thôi. Đợi thời cơ chín mùi anh em ơi, cứ chờ đợi thôi. Đẹp quá, dùm ổng một tí. Ok nè. Đúng rồi, bám cho tôi hết nè, đúng rồi, hợp lý đó. Còn nào nữa vô luôn đi. Năm anh em ta một chiếc xe tăng đi các bạn. Bây giờ cứ phân tán ra làm cái gì. Đoàn kết đi. Ý nó nè. Đoàn kết chút đi các bạn. Đúng rồi, dồn vô đây. Trời ơi, nó búp lên 555 đam anh em ơi. Ba thằng vào á, được búp lên 555 đam, vãi cả trưởng á. Trời. Trời ơi, được búp là khác ngay anh em. Úi xôi ơi. Hồi nãy mình nó là đam là 373 đam nha, là full đồ thuốc lắc các kiểu luôn rồi đó. Mà nó bám vào mình tầm 3 thằng thôi là đam của mình lên được tận 555 đam. Mà anh em nghĩ 4 thằng đi là ít nhất phải lên được tầm 600 đam đó. Nên mình mới nói là chỉ cần bám vào một thằng thôi thì cái lượng đam với lại là cái lượng AP của nó tăng phải gọi là đột biến luôn á. Phải bằng mấy món đồ. Anh em ăn blue đi, mình không cần blue, mình cần red. Mình còn red nha, mình nhường rồi đó, đừng có giành của mình nha bạn. Ồ, giành mình này mà AFK đó. Cút ra nha. Đúng rồi. Anh em nào có nhu cầu đi xe thì cứ bám vào mình. Rồi, on thôi anh em ơi. Chơi nhanh nhanh, tí nữa thua ngược là có thật á. Anh em nào có nhu cầu ăn beta kill thì cứ bám vào mình nha. Có nhu cầu các bên ta cứ bám vào mình. Together đi các bạn. Anh em biết cái game play together không? Đây chính là cái game liên minh điện thoại này nè. Phải bám vào nhau. Ok, ba thằng được rồi anh em. Ba thằng mình nghĩ là con được đó. Thấy không, đam nó cộng lên rất là ảo. Có 300 mấy đam mà hai thằng bám vào mình là toàn là 500 đam. Ba thằng là 550. Một thằng là lên được tầm 60 đam đó anh em à. Nếu mà tính lẻ lẻ một tí là một thằng tầm 57-58 đam á. Đâu nhờ. Thằng nào đâu hơn các bạn. Chết mẹ rồi. Hay. Không hay rồi. Phải nói chịu anh em. Hay rồi, nice one. Rồi, all mid win luôn này. Chứ nãy giờ tem bạn là chắc chắn là full đồ rất là lâu rồi. Tại vì nó ăn tận 2-3 con Baron. Với lại là buy nữa, nó hack tiền thì thôi chứ. Giờ là đến lúc để solo trình độ hit and run của buy với lại là buy với lại là Yumi rồi nè. Trời đông thế. Một mạng. Lọn. Từ từ. Cho mình nhìn cái map cái đã bạn.
Búp lên. Đẩy quá nè. Trời ơi, hai thằng bám vô mày 600 đam anh em ơi. Nhức cái nách luôn, hình như là ba thằng hay sao á anh em à. Hình như là ba thằng đang bám vào mình hay sao á. 600 đam. Thôi end game win luôn nha anh em. Win lẹ. Mấy anh kia nó cũng bê trụ ghê quá. Ok và GG tất cả nha. Tại 10 đêm hẹn sau, hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.